Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm làm phuộc cái phuộc ẹt nha. Giờ nó cứng quá. Chú Long xịt cái này cho anh gánh cái chú Long. Gánh gánh thì xịt đi chứ đi xúc chân mua đồ cái. Nè nó bụi đóng quá. Rồi. Đây mình xịt cho nó bay bụi là được. Rồi rồi ok. Xịt nước thôi phải không? Nước. Rồi rồi ok. Thì gãi nha phải không? Dạ 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 dạ. Cái quan trọng là cái phốt trên đây nè. Nếu mà nó chảy nhớt trên đây nè, các bạn coi coi nó có sọc cái ti không? Không sọc thì mình thay cái phốt ở trong này nè, phốt này nè. Còn cái này của mình không có thì mình không có gỡ ra. Rồi đến cái lò xo. Mình kiểm tra cái lò xo coi nó có độ cong hay là độ gì không. Một số mọi người, một số cái lỗi thường gặp là người ta độn cho nó nếu mà cái lò xo yếu thì mọi người đôn ở trong đây nè, khúc có cái dây nè là nó sẽ mạnh lên. Còn nếu mà cái phuộc ta đang mạnh mà nó cứng quá thì mình nên cắt khoảng một mắt này cho nó bằng như này, cái đầu này giống hệt cái đầu này luôn. Các bạn coi cho kỹ nha, cắt một chút xíu vậy đó. Rồi xong, cắt xong rồi mình bỏ vô đây, mình đổ vô đây là ba cái nắp nhớt, nhớt mới mình á, ba nắp nhớt vô đây, rồi mình nhận nó xiết lại. Ở đây mình khoan đổ nhớt vô mình thử coi nó mềm chưa. Nếu mà mềm á thì mình đổ nhớt vô, còn không mềm mềm bắt buộc mình phải cắt. Đủ. Một người khá là cứng đó các bạn. Bạn can đúng ba nắp nha. Rồi lấy hơi.
ba nắp. Rồi, đến đây là xong nè, nhúng rồi. Phục luôn các bạn.